Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận, lửa lan đến nhà tất thành càng. Chuyện bắt đầu từ cách đây 3 năm khi phần đất công sản trên 32,4 ha ở Phước Kiển, Nhà Bè được cho là có giá trị thị trường hơn 2.400 tỷ đồng nhưng lại được công ty đầu tư và xây dựng Tân Thuận, công ty 100% vốn thuộc văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ có hơn 419 tỷ đồng. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo như sau. Ngày 5 tháng 6 năm 2017, công ty Tân Thuận đã ký chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai không báo cáo cho tập thể thường trực Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế quản lý tài sản của Thành ủy. Vì sai phạm này, vào ngày 2 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang vì những vi phạm như quyết định không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản, không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ thành phố và thiếu kiểm tra trong kiểm tra khai thực hiện các quyết định của mình. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang cho rằng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang. Và từ đó cho đến nay, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm được gì Tất Thành Cang. Bởi đơn giản, bắt Tất Thành Cang thì một loạt lãnh đạo thời trước đó là sếp của ông Cang như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân cũng dính theo. Vậy nên để bảo vệ lợi ích nhóm và những thế lực này thì ông Cang không thể bị bắt. Và khơi lại vụ án được ém 3 năm liên quan đến Tất Thành Cang. Từ khi bị cách chức cho đến nay đã 2 năm, ông Tất Thành Cang vẫn an toàn. Sai phạm của ông Tất Thành Cang rất nghiêm trọng, trong đó phải kể đến hai sai phạm lớn nhất, đó là việc sai phạm đất đai ở Nhà Bè có liên quan đến công ty Tân Thuận và sai phạm ở Thủ Thiêm. Và vào hôm 8 tháng 12, ông Trần Tấn Hải, Phó Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận thuộc Thành ủy và nhiều người đã bị bắt do liên quan sai phạm bán rẻ 320.000 m2 đất ở huyện Nhà Bè, không biết vì lý do gì. Ngay trong buổi sáng ngày 8 tháng 12 năm 2020, ông Hải, Phó Tổng Giám đốc công ty đầu tư và xây dựng Tân Thuận cùng Nguyễn Ngọc Bích, kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng, kiểm soát viên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là một diễn biến mới nhất cho việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Tân Thuận liên quan đến các sai phạm của các ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận đã bị khởi tố bắt giam trước đó. Trong đó, ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo điều hành công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm. Bốn bị can bị khởi tố bắt giam mới đây có vai trò đồng phạm. Đáng chú ý một lần nữa, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã bị dư luận gọi tên khi có liên quan đến vụ án này. Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của bốn bị can tại công ty Tân Thuận trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Đến 12 giờ, cảnh sát điều tra đã ra khỏi lầu 1 của công ty, ít nhất đưa 3 thùng tài liệu đưa ra ngoài. Đây là hình ảnh cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Tuấn Hải. Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ án bán rẻ tới 320.000 m² đất cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào hồi giữa năm 2017, lúc Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang điều hành Thành ủy. Vụ án này là việc đấu đá giữa các thế lực tại Sài Gòn
với các thế lực Tây Ninh hay giữa thế lực của Trung ương với thế lực của Sài Gòn cũng là một câu hỏi được dư luận đặt ra. Vào cuối tháng 2 năm 2019, Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bất ngờ được đưa về thay thế chức Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh của Tất Thành Cang. Việc tuyên chuyển này được cho là có sự giúp đỡ của người đứng đầu Bộ Chính trị. Khi chuyển về cho đến nay, ông Trần Lưu Quang im hơi lặng tiếng chứ không làm được gì, bởi lẽ Phó Bí thư Thường trực cũng chỉ là nhân vật thứ nhì sau Bí thư Thành ủy. Vào hồi giữa tháng 10, bất ngờ Trung ương lại đưa ông Nguyễn Văn Nên, một người thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng gốc Tây Ninh, về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Ghế Phó Bí thư Thường trực và cả Bí thư đều lọt vào tay người Tây Ninh. Điều này cho thấy thế lực Tây Ninh đang muốn nắm quyền điều khiển thành phố lớn nhất đất nước này. Ông Nguyễn Văn Nên về nắm thành phố chưa được 2 tháng thì vụ án công ty Tân Thuận bị khui trở lại. Điều này cho thấy chính ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang đang có định nhắm vào sai phạm của nhóm lãnh đạo cũ của thành phố Sài Gòn trước đây. Và việc Bộ Công an không nhúng tay vào vụ án công ty Tân Thuận mà thay vào đó là Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đây là dấu ấn của Nguyễn Văn Nên chứ không phải Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh vào Thành phố Hồ Chí Minh từ 2 năm trước nhưng gặp cản lực nên chưa thử đưa Tất Thành Cang vào tù được. Đây là hình ảnh Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên phe Tây Ninh đang nắm Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2018, trong một báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về sai phạm của công ty Tân Thuận, ông Nguyễn Thiện Nhân lại không hề làm rõ những sai phạm rất rõ ràng và hành vi cố ý làm trái của Tất Thành Cang. Lúc đó, dư luận đánh giá Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân là đã nhẹ tay đối với ông Tất Thành Cang. Sau đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lại không hề bãi nhiệm tư cách thành ủy viên của ông Tất Thành Cang, làm người ta càng nghi ngờ thêm mối quan hệ giữa ông Nguyễn Thiện Nhân và thế lực lãnh đạo tiền nhiệm ở Sài Gòn. Cũng nhờ sự bao che như vậy mà ông Tất Thành Cang vẫn ung dung cho đến hôm nay. Nay Nguyễn Văn Nên lại ra tay mạnh tay hơn với những sai phạm của Tất Thành Cang thì làm người ta có thể hiểu được tại sao Nguyễn Phú Trọng lại thay hai vị trí chủ chốt của thành phố thành người ở tỉnh khác như vậy. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là ông Tất Thành Cang sẽ đối diện với những độ sai phạm như thế nào? Câu hỏi nói rằng là sai phạm liên quan đến công ty Tân Thuận có liên quan đến Tất Thành Cang nhưng thực chất có nghiêm trọng hay không? Và nghiêm trọng tới mức độ nào? Khi mất chức, Tất Thành Cang đã được ông Nguyễn Thiện Nhân bao che nhưng giờ đây thì lá chắn đó không còn nữa. Tuy nhiên, đằng sau Tất Thành Cang vẫn còn thế lực của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và của ông Nguyễn Văn Đua ra tay che chở. Họ phải che chở cho ông Cang vì đơn giản nếu ông Cang bị khui thì ba ông kia cũng không còn được an toàn nữa. Và sai phạm của Tất Thành Cang từ những năm 2017, khu đất ở xã Phước Kiển có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn được công ty Tân Thuận chuyển nhượng với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Phát hiện giá rẻ bất thường, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại. Kết quả là công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng. Thời điểm đó, thành phố chống vị trí Bí thư Thành ủy do ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị điều động làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về. Do đó, ông Cang trực tiếp điều hành Thành ủy. Vào tháng 12 năm 2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng chuyển nhượng khu đất, không đồng ý bán, chỉ định bởi đây là tài sản kinh tế đảng, nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc chuyển nhượng. Liên quan đến sai phạm này, ông Cang bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy. Bà Thái Thị Bích Liên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, sau đó chuyển công tác làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng. Ông Phạm Văn Thông, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy viên của cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Đây là hình ảnh hỗ trợ Tất Thành Cang còn có ông Lê Thanh Hải. Với sai phạm như thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất lực thì liệu bây giờ ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang có moi được sai phạm của ông Tất Thành Cang ra hay không? Thực sự là rất khó. Vậy liệu có phải ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay thế lực Tây Ninh để lo xong vụ sai phạm Tất Thành Cang? Và với việc sắp xếp cho thế lực Tây Ninh từ từ chiếm lĩnh lại thành phố và sau đó khui lại vụ án liên quan đến Tất Thành Cang, không khó để người ta nhìn vào cách đánh của ông Trọng nhằm vào thành trì của bố già Lê Thanh Hải. Với thời gian nắm Thành phố Hồ Chí Minh chưa được 2 tháng, ông Nguyễn Văn Nên chưa đủ mạnh để một mình làm được việc. Có lẽ ông Nguyễn Văn Nên cần phải có ông Trần Lưu Quang giúp sức ông ta
hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là hình ảnh nếu khi bắt Tất Thành Cang, đó là một nhiệm vụ rất khó đối với ông Nguyễn Văn Nền. Thực tế cho thấy, khả năng bắt Thành Cang không bị kết tội nặng thêm là rất cao, sai phạm của ông Tất Thành Cang tất nhiên là rất lớn, nhưng quan trọng là thế lực đằng sau ông Cang có thể làm cho nhóm lợi ích mạnh nhất ở Trung ương cũng không thể làm gì được đối với hai ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang. Có lẽ vụ Tất Thành Cang cũng sẽ chìm xuồng và đây là một nỗ lực thất bại đối với ông Nguyễn Phú Trọng, giống như ông đã từng nỗ lực đưa Nguyễn Tấn Dũng vào tù, nhưng cuối cùng cũng thất bại cay đắng và phải khóc bứt rứt trước đại hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020 với bản tin Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, lửa lan đến nhà Tất Thành Cang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.